Mời đi. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, xin chào ông Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Tân. Mình đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tân làm gì, nghề gì Tân? Dạ, em công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Hôm nay em không còn nguyên văn nữa. Em về làm phát triển trang trại ạ. Là mình làm riêng cho mình luôn á hả em? Dạ đúng rồi chị, em làm riêng cho em ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào anh bên cạnh và tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phan Thị Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại và làm việc tại Thủ Đức. Công việc của em là em kinh doanh thời trang ạ. Kinh doanh online hay là có shop, có địa chỉ? Dạ, có shop ạ. Dạ. Vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi, thích nấu ăn, em thích ca hát ạ. Em thích đi du lịch ạ. Bạn trai? Dạ, em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ người khác. Rồi biết tự lập, cũng biết chiều chuộng bạn nữ ạ. Rồi nhược điểm của bạn trai là gì? Dạ em nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, nhưng mà em chỉ kể một số đặc điểm nổi trội thôi. Không thể đi tàu xe được, say sóng á. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Có đi đâu xa chưa? Dạ em đi, thường em đi phượt thì đi bằng xe máy ạ. Trời ơi, bên đây cô gái này là thích đi du lịch. Em đi du lịch bằng gì em? Dạ em đi máy bay ạ. Trời ơi, đi máy bay được không em trai? Dạ được chị. Có gì đâu, bên kia đi máy bay, em đi xe máy khi nào tới thì tới. Rồi còn tật xấu gì nữa em? Em thường không biết có nên nói không, đây cũng ngại quá. Để nói đại đi, nói cho bạn kia bạn hiểu. Thứ nhất là em không mặc đồ lót chị ơi. Hả? Cái gì? Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn ạ. Hồi nhỏ ba mẹ không có mua cho mặc hả hay sao? Không phải, thở mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ. Cha mẹ là cũng phải lo cho con cái gì, cái vị thành niên mà. Xong rồi em cảm thấy không được, thôi cứ bỏ hết, không có mặc được. Mai là em nam chứ em nữ là mệt đó mà. Dạ, cái thứ hai nữa em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị. Đúng rồi, ra đường không còn thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người đâu ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy à. Dạ với lại thường em có tật xấu đi, đó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi. Dạ mỗi lần đi nó dướng bạn mất công lắm. Chỉ cần mình không mặc đồ ra là ngay là xử thôi. Cái gì vậy trời? Thôi dừng chỗ này được rồi đó. Dạ. Chuyển qua bạn nữ đi, cái này nguy hiểm quá. Em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao? Dạ anh thật thà. Thật thà. Nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không? Dạ cũng sợ. Không em ơi, các em về anh sẽ cải thiện. Cổ thấy cái mặt cổ hơi hoang mang, còn sợ hay không thì tôi chưa biết. Rồi mình thì mình có cái yếu điểm gì không em? Dạ, yếu điểm của em là hay quên ạ, hay khóc. Ai nói những điều gì thí dụ như hơi xúc phạm chút thì em cũng là hay tổn thương, tổn thương là em khóc. Em hơi nói nhiều mà chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ. Em ơi em khóc nhiều cần người dỗ không em? Anh dỗ cũng được nhưng anh nhớ bận đồ là được. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Nếu mà chính thức chỉ một mối tình, 7 năm. Quen dạ. 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ, quen 7 năm, chia tay 3 tháng rồi. Rồi quên tình cũ 7 năm nữa chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi. Cái gì? Sao quen 7 năm mà mới 3 tháng quên sao hết trơn quên được? Trời. Dạ, ngày xưa cô ấy là học trò của chị em. Năm thứ 7 em mới phát hiện ra là mình không hợp. Bị gì... 6 năm kia là hợp hả? Dạ, cổ thì đam mê nghệ thuật, chụp ảnh là thích đi đây đi đó, đi từ lưa thích đi nào đi à. Vậy 6 năm trước họ chị ấy có bạn ấy có chụp ảnh không? Có nhưng mà gần em chấp nhận được. Còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi. Nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em không chấp nhận được. Kỳ lạ nha. Dạ. Nếu giờ em gặp người yêu ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi, như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật cả tháng 2 tháng á. Dạ. Rồi sao? Thì đó là tùy công việc, thích đi là vì lý do cá nhân, đi chơi cho vui vậy thôi chứ không phải là vì công việc. Nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được. Dạ. Rồi tình trường mình thì sao em? Dạ em trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời khi còn đi học. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng một năm nay. Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Dư luôn. Dạ em 1m73 chị. Ít nói, thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó. Rồi cái đó dễ rồi. Có những điều gì em không thích ở người bạn trai? Không chung thủy, lăng nhăng, kỳ bo,
keo kiệt, nói nhiều. Em trai, em thấy được đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy 100% anh. Em thì không keo kiệt, cũng không bi bo, không nói nhiều, mà đụng chuyện thì nói thôi. Chăm sóc người lớn không? À, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn là phải là thương yêu chăm sóc người già. Nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình, em đó ở nhà cô ở đâu, con chở cô về. Rồi vậy tốt rồi. Tốt. Em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Dạ, em thì cần một người bạn gái thì cá tính mạnh. Nếu mà ngoại hình thì chị tin càng tốt. Bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém thành Công Dung Công Hạnh. Nói chung là cái hình mẫu phải từ chị cắt từ cửa lên em mới chịu. Cá tính mạnh là mạnh sao, mạnh chỗ nào? Dạ mạnh cỡ như má em vậy đó. Má em sao? Dạ má em là bà Năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất vùng. Ủa thích kiếm vợ nó hung dữ hả? Phải dữ hơn nữa, dữ vậy chị không được em mà. Phải dữ hơn nữa. Đừng cao quá chị. Phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu. Rồi. Về ôm nó mới đã. Còn gì nữa không? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị, ở dơ mà ví dụ bày hầy quá thì hay nó cằn nhằn cạp rào, chẳng thà nói lần một thôi em chịu nổi, chứ nói nhiều quá em đi luôn á. Để mình em ở dơ được rồi ha. Dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh, thế nào mà tại vì có mình em thôi. Chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ á. Đám cưới không 2 tỷ? Dạ, không, đám cưới xong mà cho ly lập nghiệp á. À là cho 2 tỷ đi đám cưới, dạ. Lấy vợ đúng không? Dạ. Mà má dữ lắm hả? Hay dữ không dữ mà chằn lắm. Má có đưa ra cái tiêu chuẩn con dâu tôi như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Hai ngổ về gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không không chị, em có trang trại riêng mà. Dạ. Có 2 tỷ trước thiệt phải không? Dạ có ạ. Nghe 2 tỷ mừng quá. Ô, chào anh gái. Dạ em chào anh Linh ạ. Chắc hôm mai bà mối cũng được 10%. Anh mình ta ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không? Có những cái điều sâu kín mà cũng kể hết nữa. Bên đây thì thấy hiền lành á. Dạ. Thôi để hai người nói chuyện nha. Dạ. Chứ anh thấy bên đàn gái dễ thương rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó. Rồi hôm nay em đi chơi đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với lại hai em gái của em và em trai của em ạ. Em ruột luôn đó hả? Dạ, một người em ruột và người em họ em. Rồi cho chị gặp em ruột của em rồi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em chào anh Tân ạ và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang. Theo cái nhận xét riêng của em thì em thấy là anh Tân là một người hiền lành, điềm đạm, tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu. Em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ. Tân đi với ai Tân? Dạ đi với chú ruột ạ. Chú ruột hả? Dạ chú ruột. Chào Quyền Linh và Cát Tường và các bạn ở đây. Nói chung là thằng Tân là nó cũng tự lập từ nhỏ. Tới 30 mấy 40 tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi. Bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có con dâu cho bà chị tôi cho nó vui thì vậy mà. Bơm vô sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó bấm để cho nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi. Dạ ba má bơm 2 tỷ chú có bơm cho miếng nào nữa không? Cái đó mình không hứa được nhưng mà điều mình thực hành thôi. Tính trước bữa không tới. Rồi cảm ơn chú. Rồi, mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Đứng gồng quá, ngồi xuống đi. Trời, em gồng quá, em run quá, lên thì giờ thấy khớp quá trời. Chào phép lên trước nha. Anh thấy em xinh gái quá, đẹp gái quá. Là một cái hình mẫu nhỏ nhỏ, xinh xinh giống như má anh vậy đó. Anh chọn rồi đó. Nhưng mà không biết cái cá tính của em có mạnh hay không nữa. Anh cứ cần điều đó. Bởi vì anh lì lắm, không ai trị được hết á. Nhà má nói tiếng trước tiếng sau bà phan đồ, phan anh chụp. Không nhầm hết á. Em thì em thấy ngoại hình của anh thì dễ nhìn ạ. Anh nói chuyện thì hiền, thật thà. Em thì hôm nay em đến đây thì em có một đoạn bài hát em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ. Anh có biết không, hè về vườn hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ướt vòng trao dân. Giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Em xin cảm ơn ạ. Hay quá.
Thì quá tiếng tới hát đi, tới em đó. Em hát hả? Em thì hát dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn. Bừa tới hát bài gì đó hát đi, tặng đáp lại đi. Dở đừng chơi nha. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh năm mươi quan đẹp trai dễ thương và còn tìm sức chung tình. Gặp em đêm nay mai dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi. Nhảy lên. Yêu anh yêu anh nhé. Nhảy người lên. Anh yêu hơi. Nhảy em nhảy. Có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu hơi mới chỉ xa xôi. Em biết không em ơi, I love you. Quá dữ, quá dữ. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Quá, quá, quá dữ. Lúc mà giữ mấy bò ai hát bài này lắm hả? Không có anh, em giữ hát bài khác. Dạ, đi chân bò cầm cái rơi cờ to, mà không đi ta lấy cây chọc đít bò. Bỏ lại. Hát cô Duyên với bò phải không? Dạ. Mà không bận đồ, không mà đứng hát. Trời ơi sao nó lèo bèo vậy trời. Ủa nó nghe nè, rồi mấy mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không? Lấy vợ về chắc phải mặc chứ chị. Có không? Tối ngủ chắc phải khép nép tí xíu. Thôi vô chuyện tình cảm đi, bây giờ em thuyết phục cô gái đi. Hỏi cô gái giờ mình hẹn hò đầu tiên ở đâu, như thế nào đó. Anh thấy em có dây rụt rè, em kinh doanh nấu nhiều nữa. Anh thích phụ nữ nói nhiều mà nói chuẩn, nói làm sao thuyết phục được người khác. Rồi em cảm nhận gì anh? Anh thật thà. Có cần đứng lên xem cho kỹ đi. Không body anh là em thấy là được rồi đó, ổn rồi đó. Dạ. Em cứ coi đi, anh men lì, anh tham đi, men lì mà. Nói thật sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh. Em thấy cô này có cá tính mạnh không? Dạ, cái nghề tay trái của em là cho dai nữa mà. Nên em phải cần con cọp. Mạnh mẽ lên, em thử mạnh mẽ cho anh xem đi. Người ta mắc cỡ thôi chứ, người ta dân kinh doanh mà. Thôi em đứng lên thì cảm nhận đi, đứng lên để cảm nhận sao? Cảm nhận sao? Sao nghe lạnh ngắt chị được rồi? Dạ. Thì để nút bấm sẽ là quyết định của em. Bây giờ tối như thế này à. Anh thấy anh với em không nhau cỡ. Nó lớn hay nó nhỏ? Dạ. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Dạ, em cái câu bùa của em anh. Em rót bùa trong cổ á. Nói gì vậy em? Nói nhỏ chị nghe coi. Đừng có bị dụ nha, nói gì vậy? Anh nói em là nên cho cơ hội. Không dám nói lớn cho bà con người ta nghe nữa. Trời năn nỉ. Ô, sao đụng hoài nó cũng thấy anh. Kiếm đi. Bên kia. Trời. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Và sao cả hai đều không bấm? Dạ như em đã trao đổi, em cần một người cá tính rất mạnh, rất là nhanh nhạy bén. Em thấy bạn nữ hơi lụt rè. Còn bạn gái? Em thì em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau. Nãy em nói nhỏ nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi, nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp. Tào lao. Ở trên đây là cơ hội, ở cái ghế đó, cái ghế rất là thiêng liêng. Ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao. Từ cái ghế này mà không có bấm là bấm. Coi như không có duyên đó em. Dạ. Em nha, là mất cái duyên rồi đó. Dạ. Chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu. Ra ngoài tôi sẽ có một cái duyên khác. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Chào ban biên tập nha. Dạ. Chào anh. Thì anh khỏi mở gì hết. Nó vào nó quay rồi. Dạ. Bây giờ thì anh cứ giới thiệu về cái thông tin cơ bản đầu tiên. Cách đây hơn 2 năm thì anh đã đi cát ở đây rồi và đã đậu và đã chốt được ngày đi ghi hình. Các bạn biên tập đã tìm được người cho anh. Nhưng mà vì một số lý do anh không công việc rồi các thứ xung quanh linh tinh linh tan tinh á, anh không có tham dự được nên hôm đó là anh hủy. Và tới giờ anh vẫn độc thân, anh đăng ký lại. Anh là Lê Nhật Trường, anh sinh năm 1990. Công việc hiện tại của anh là dân Florida, thiết kế trang trí hoa tươi. Hiện tại anh đang có một shop hoa tươi, một cửa hàng hoa ở quận 12.
sở thích có những sở thích là ca hát, chơi thể thao. Anh có một chiều cao là 1m77, tương đối ổn, công việc cũng ổn định. Nay đến đây thì cũng mong muốn là chương trình tìm một người cho anh. Thì cơ bản bên ngoài không phải là mình cũng gặp được nhiều người, nhưng mà cũng có thể xinh xắn có, đẹp gái có. Nói chung là được cái này mà mất cái kia ấy, nó không có được trọn vẹn như mình mong muốn. Đôi khi người ta xinh xắn nhưng mà cái tính tình của người ta là không có hợp với mình. Cho nên anh hy vọng là chương trình sẽ tìm được một người danh có thể hợp được cái tính anh để mình có thể đi lâu dài với nhau. Cái mục đích anh đến nhờ chương trình là vậy. Và anh giới thiệu về tính cách của mình. Anh là một người trầm tính, nhưng mà đôi khi có những lúc nếu mà muốn anh gọi là anh hoạt ngôn lên thì anh vẫn nói chuyện rất là vui vẻ, anh vẫn có thể gọi là làm sao ta. Có những bạn á, đi chơi với anh, nó bảo anh là có một cái tính gọi là có một cái gọi là tính lãnh đạo á. Anh có thể khuấy động mọi người đi theo anh, làm việc theo anh được. Tại vì cách đây hơn 10 năm thì anh cũng đã từng đi lính. Anh đi lính 18 tháng ở phường 12 luôn. Và anh gọi là anh rất là quậy. Ngày xưa anh đi lính là rất là quậy. Không biết bao nhiêu lần anh trốn đi chơi rồi cái thứ đi mấy ngày em mới trở về đơn vị. Và đi một lần không phải là một mình anh đủ rất là đông. Nếu mà người ta cũng bắt rồi bác. Đi mình về mà, mình đi chỉ 2-3 ngày mình về là bình thường. Cái đó đâu phải là ngủ. Cái đó là chỉ mình trốn đơn vị mình đi chơi. Phát hiện ra là nó đi truy tìm đó. Đúng rồi, nó tìm, nó về nhà, nó huy động người về địa phương của mình. À vâng, đấy. Đó. Mà mình đi, mình có trở về mà. Mình đâu có đi luôn. Mình đi chỉ 3 ngày, 2 ngày là mình quay lại. Nhưng mà hồi đó anh có trầm như bây giờ không? Vẫn vậy, tính anh vẫn vậy. Đúng rồi. Nhưng mà anh có cá tính. Chắc là anh có cá tính. Đúng rồi. Tính nội tại của anh. Anh có những cái mà rất riêng cho bản thân mình. Thì anh nói đó, đôi khi anh rất là trầm tính, anh rất là ít nói, nhưng mà đôi khi cần anh có thể hoạt ngôn lên và anh có thể khuấy động mọi người theo anh được. Dạ. Rồi. Anh chơi thể thao thì anh chơi bộ môn gì? Bình thường thì những cái môn của đàn ông chơi anh chơi được hết và chơi rất là khá. Từ đá banh, cầu lông, bóng chuyền, cầu mây, cầu anh, kiển. Anh tâng được bóng không anh? Được. Tâng bóng đá. Tâng bằng chân đó mà bao nhiêu trái một lần đó. Không, tại vì không lẽ tâng bằng tay. Tâng bằng chân. Ổn cho anh khoảng 20 cái được không? Mình rất là mê bóng đá, nhưng mà thời gian gần đây chắc cũng phải là hơn 2 năm rồi. Mình không có đi đá banh. Mình chỉ đi đến cầu lông. Mình chỉ đi chơi cầu lông. Cầu lông là chủ yếu. Tại vì cái điều kiện sắp xếp thời gian của mình không có cho phép á, cho nên mình không có đi chơi đá banh được. Bỏ lâu rồi sẽ tăng lại thì tăng không có được nhiều thôi, chứ không có gì hết. Đó, nhưng mà về thế mạnh của anh thì thế mạnh mới đầu vào thì anh quên giới thiệu là anh có một thế mạnh là anh rất tự tin vào giọng nói của mình, cái cách thể hiện của mình trước đám đông và cách mình trình bày trước mọi người, anh rất tự tin vào giọng nói của mình. Và cũng không ít người ta bảo là chú giọng nói gì đâu mà ống quá vậy, hay quá vậy. Không ít người khen anh điều đó, cho nên anh cảm thấy anh rất tự tin vào giọng nói của mình. Và điểm mạnh của anh là ca hát, được chơi thể thao được các thứ. Đấy. Đó, anh giới thiệu như vậy được chưa? Em xin hỏi thêm anh một chút là anh là chủ cửa hàng đó không? Cửa hàng đó thì anh hợp tác với một người chị bạn của anh, là hai chị em hợp tác với nhau làm. Rồi. Anh bây giờ anh ở là anh quê mình ở Huế. Thì quê gốc của anh là ở Huế, nhưng mà mẹ anh mang bầu anh ở Huế, sinh anh ở Gia Lai và anh lớn lên ở Đồng Nai. Và hiện tại anh đang lập nghiệp, anh đang gọi là tìm một cái đường hướng cho mình ở đất Sài Gòn này. Nhà cửa mình sao rồi anh? Nhà thì hiện tại đang chỉ ở trọ thôi. Nhà thì của bố mẹ ở dưới nhà ở Đồng Nai. Nhà Đồng Nai. Đúng rồi, hiện tại Sài Gòn này. Trên này là anh ở trọ. Đúng rồi. Lấy vợ thì anh có những dự định tương lai gì ạ? Anh hay giỡn với mấy đứa bạn nha. Anh bảo là xương gió phủ đẹp trai, còn tương lai chắc phải nhờ nhà vợ. Thật không? Đấy có phải là không? Đôi khi anh hay nói đùa với tụi bạn anh thôi, nhưng mà nếu có thể gặp được một người mà mình thích, nhưng mà người ta có điều kiện một tí thì nó cũng ổn hơn. Mình không phải nặng gánh với mình.
không phải nặng gánh với mình. Tại vì thực tế ra thì bây giờ mình nói thẳng ra thì mình cũng chưa có gì gọi là, mình cũng đang cố gầy dựng cái shop mai bên kia. Tại vì shop mai của anh thì anh vẫn nhận dạy đào tạo học viên đủ các thứ, anh là người đứng dậy các bạn đấy, cho nên mình vẫn đang cố gắng. Trước dịch, trước cái dịch xảy ra thì mọi thứ nó vẫn lưu loát, nó vẫn trơn tru, nhưng mà từ khi dịch xảy ra tới bây giờ thì ai cũng thắt chặt chi tiêu lại. Và vấn đề hoa thì không phải là vấn đề thiết yếu, cho nên ai cũng sẽ hạn chế đặt lại. Và ví dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta đặt một cái giỏ đặt 1,5-2 triệu bình thường, còn bây giờ người ta sẽ giảm lại, là chỉ còn 700-500 rồi, cái thứ mà nó không được nhiều như ngày xưa nữa. Nên mọi thứ bây giờ nó đang hơi vất vả hồi xưa một tí. Dạ. Ok, anh tâm sự một chút về cái hai cái mối tình chính thức của mình nhá. Một bạn thì mối tình đầu thì kết thúc chắc cách đây gần 8 năm. Thì bạn ấy ngày xưa cũng đi ngang qua chỗ mình làm việc, sắp khoa. Ngày xưa mình làm ở bên Bình Tân á, bên đường tên lửa Bình Tân. Thì bạn ấy đi làm, nó đi ngang qua lại mình này, cũng xinh sáng, rất là xinh. Xinh, cao phải 1m62. Xinh sáng, rất là xinh sáng. Đó, rồi nhưng mà mình cũng không để nhiều đâu. Mình đi đi ngang qua thì mình chọc ghẹo vậy thôi. Cái tự nhiên hôm đó thì bạn ấy vừa đi vừa cầm điện thoại, có một cái tập đi ngang là lúc nào cũng cầm cái điện thoại trên tay, chầm chầm cái mặt vào cái điện thoại của mình đó. Hôm đó thì anh mới chạy ra, anh giật điện thoại. Anh chọc quá, anh giật điện thoại. Rồi bạn ấy mới la lên, kêu làm gì vậy? Cướp hả? Kêu không, tôi giật cái tôi không cướp. Tôi giật, kêu trả không là tôi mát mẹ, em mát mẹ, kêu mát đi. Điện thoại đâu mát đúng không? Điện thoại đang trong tay anh nè, lấy gì mát đúng không? Hù ai vậy? Đừng có hù. Kêu trả điện thoại ra, kêu bấm số điện thoại vô đây đi là trả cho anh này. Đó, và bắt đầu có số điện thoại và bắt đầu kết bạn Zalo và bắt đầu tương tác với nhau nhiều. Rồi sau đó đi uống cà phê, rồi anh dẫn đi acoustic, nghe nhạc được các thứ. Rồi một hôm đó thì anh chuẩn bị sẵn một bó hoa, thời điểm đó anh ở Bình Tân, bó hoa 99 hoa hồng. Anh cho Zalo sẵn ngoài quán cà phê đó trước, anh đặt chỗ trước. Và tối hôm ấy thì anh vợ bạn ấy ra ngoài đó và anh hát tặng cho ấy, và sau đó có một bó hoa anh tỏ tình cho bạn ấy. Có hơi gắt khi mà lấy điện thoại người ta như vậy không anh? Anh làm quen là anh đặt điện thoại cô ấy đúng không? Có hơi gắt quá. Không, anh nghĩ cái đó vấn đề đó. Tại vì bạn ấy, mình giỡn, cái kiểu mình giỡn mà khi mình bày tỏ với người ta biết mình giỡn mà. Chứ không phải là mình ra mình giật đồ cái thứ, mình làm cái ghê không có. Anh ra anh giật kêu cho chừa cái tập đằng sau, vừa đi vừa bấm điện thoại đi, cũng có vừa mất cái điện thoại à. Rồi, tỏ tình xong rồi yêu nhau được bao nhiêu lâu anh? Chắc phải hơn 1 năm. Mà thời điểm thật sự mình cũng chưa trưởng thành, mình chưa đủ chín chắn như bây giờ. Và bạn ấy càng trẻ con hơn mình. Nói thật, một ngày chia tay, bạn ấy nói chia tay 80 lần. Nó hơi quá, nhưng mà ăn đổi chia tay hoài. Nhưng gặp khó khăn là có ai chia tay? Đúng rồi. Cứ có một cái vấn đề dù nhỏ hay lớn gì đó, cũng chia tay đi, mình chia tay đi. Chia tay đi, rồi thì cuối cùng điều gì đến sẽ đến thôi. Nói nhiều quá thì đồng ra sẽ có một lần nó thành sự thật. Và chia tay, mình cũng đã từng chia tay một lần và bạn ấy gọi là gọi về, thậm chí mà gọi về cho mẹ mình để mình ăn nỉ mình quay lại. Đó, mình cũng quay lại, mà sau đó thì vẫn không thay đổi được. Trẻ con á, bạn kém anh mấy tuổi? Kém anh 3 tuổi. Mà thời điểm cách đây 8 năm về trước thì mình còn rất là bé, còn rất là nhỏ. Đó có thể là mối tình mà ấn tượng nhất của anh không ạ? Đúng, đó là mối tình mà gọi là anh cảm thấy quái. Phải dùng cái từ rất là đáng yêu. Mà có điều là còn một sự, còn một việc nữa đó là rất là khủng. Có hay dùng cái từ danh xưng là mày tao. Mỗi khi mà đụng cái chuyện gì mà gắt lên một cái là mày tao. Anh riêng anh thì anh là một người thoáng nhá, anh rất là thoáng, anh nói thật. Anh mặc dù anh trong người anh có dòng máu Huế, người miền Trung, nhưng mà anh lớn lên ở Sài Gòn này, cho nên anh rất là thoáng. Anh rất là thoáng, anh không có đề cập nhiều đâu. Nhưng mà đôi khi lâu lâu giỡn thớt này nọ bình thường. Nhưng mà còn này khi mà đã vào vấn đề là mày tao, anh không chấp nhận được đó. Anh không bao giờ chấp nhận được đó. Đó là điều rõ ràng của anh. Anh có cảm thấy là bản thân mình có một chút gì đó gia trưởng trong các mối quan hệ yêu đương không? Không, anh nghĩ là anh không gia trưởng đâu. Anh nghĩ anh rất là khoái, anh nói thật. Tại vì anh không áp đặt bất cứ một cái gì. Chẳng hạn như việc nấu ăn, đồ này nọ dọn dẹp. Ok, em về anh khỏe thì anh làm, em không khỏe thì anh làm. Anh có thể làm được hết, anh bao quán được hết. Tại vì cơ bản anh cũng ra đường từ sớm mà. Cho nên những cái việc đó rất là đơn giản đối với anh. Nấu ăn, đồ các thứ, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, những đó là nhỏ thôi. Anh làm được hết, anh sẵn sàng chia sẻ bất kể cái gì, công việc của gia đình.
cho em xin cái mẫu người mà anh đang mong muốn chương trình tìm cho mình nhá. Khi nói ra thì sẽ có nhiều người sao mà bảo là thằng này yêu cầu của nó, mà mình thật ra anh thấy chẳng có gì gớm. Anh cứ làm yêu cầu. Thứ nhất là phải xinh, phải xinh cái đã, phải xinh, tại vì trên gương mặt phụ nữ có bốn thứ, có ba thứ có thể làm anh chết vì ba thứ đó. Thứ nhất là giọng nói, thứ hai là đôi mắt, và thứ ba là nụ cười. Chỉ cần có một trong ba cái đó và gương mặt dễ nhìn một xíu, có một trong ba thứ đó tồn tại trong người đó là ok. Và chiều cao thì chỉ cần 1m58 trở lên là được, và công việc ổn định. Nếu mà người thì tính thì từ chín tỉnh của miền Đông Nam Bộ mình đi, chẳng hạn như Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Sài Gòn, quanh quanh đi thôi. Rồi, mà quê gốc của người ta ở miền Tây đó. Quê gốc miền Tây là đổ về từ Long An qua là Long An, Tiền Giang, Bến Tre đủ cái thứ rồi. Thì nếu có những yếu tố mà anh thích, tại vì cơ bản đơn giản thôi nè. Ngày xưa người ta nói gì, anh Hùng làm sao mà qua được cả mỹ nhân. Thì chỉ cần nếu mà bạn ấy đủ xinh và đủ giỏi, đủ gọi là khôn khéo, sự khéo léo á, thì vấn đó là không phải, nó cũng không phải là vấn đề nữa. Nó thẳng ra chỉ cần mình thích là được. Bạn ấy sẽ là công việc ở Sài Gòn chứ không phải là bạn ấy đang ở những công ty Đồng Tháp, Bến Tre gì đó. Thì đúng là quê gốc đó. Ok. Còn mấy cái tỉnh lân cận này thì ví dụ bạn ấy ở Bình Dương thì vẫn được không? Thì vẫn được, chẳng hạn Bình Dương. Nhưng mà anh nghĩ là tốt nhất nên ở Sài Gòn, tại vì thuận tiện cái việc đi lại. Tại vì thứ nhất là công việc của anh hiện tại bây giờ, anh đi qua đây anh cắt, bữa nay anh phải đóng cửa. Trước dịch đó thì anh có mấy bạn nhân viên, nhưng mà sau dịch đó mọi thứ nó gọi là nó khó khăn hơn, cho nên bây giờ anh vẫn đang gồng gánh một mình bên shop đó. Dạ. Đấy, cho nên khó việc đi lại cho anh. Rồi. Ok. Anh làm tí văn nghệ à? Anh hát một đoạn trong cái bài Để Nhớ Một Thời Ta Điêu nhé. Rồi. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xuống cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thân dài, lạc mẫn nhau ngày mai. Mình lạc rồi. Không sao, không sao. Lạc rồi, ta mới hát. Người ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đầy lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa, thì thôi ta đã hẹn chờ nhau xa về. Mùa xuân nay đã chết tàn phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm buồn. Rồi, được rồi, cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chương trình nhé.